Mình chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Đèn Vlog. Hôm nay mình đã đi làm và bữa nay thì có một số người đang cách ly tại trường học gần nhà đó. Thì bữa nay mình đi nguyên góp tiền để làm nồi cháo cho cô chú anh chị trong cái trường học cách ly. Thì bữa nay mình đi nguyên góp tiền để cho cô chú này, tại các bạn thì cô chú anh chị thì đang đang đợi chờ để phép thì mình đi gom người 50.000 gì đó thì đem đi để góp làm một cái nồi cháo dành cho cô chú anh chị từ Sài Gòn và Bình Dương về. Thì bữa nay thì mình đến đây thì gặp bạn thì cô chú anh chị thì cũng rất là đông. Thì bây giờ mình đi góp tiền để làm một cái nồi cháo cho anh chị trong kia nha. Rồi mai các bạn cùng theo tay của anh mình nha. Một phải đi. Thầy cô phải nhiệt đó làm một cái nồi cháo này cho ấm bụng lên. Nguyên góp tiền anh chị ơi, cho em xin người 10.000, 5.000 gì đó. Mình nguyên góp tiền để làm một nồi cháo để phát cho bà con mình từ Sài Gòn với Bình Dương về gần ở chỗ trường học gần nhà mình nè. Thì bây giờ mình nguyên góp tiền 5-10.000 cũng được, thì lòng hảo tâm. Thì ở nhà thì mình nấu, nhưng mà bây giờ mình hơi thiếu chút xíu nên là mình kêu. Dạ. Gì? Qua bên phần người đẹp thống kê KCS không nè. Cho Nguyên góp tiền 10.000, 20.000 tùy lòng hảo tâm ạ. Em ghi tên đi, ai ủng hộ gì đó. Tùy theo người ủng hộ đi. Ừ. Để anh đọc lên, anh đọc tên lên. Em tên gì đó để ghi đi. Ghi lên với Lâm Phương. Thì tại hai bên là phải 50.000. Ai mà vô màn hình là phải cho 50.000 trở lên nghe. Mới được vô màn. Thì cô chú anh chị thì gom lại. Ai mà muốn vô màn hình là phải 50.000 nghe chưa? Thì anh chị thì ở trong công ty á, đang chuẩn bị test nè, bây giờ cũng là ok. Thì đang ghi tên cô chú anh chị gom góp tiền nè. Không phải nắng quá vậy. Bắt kho vậy nói. Quay luôn ơi. Đã là lòng hảo tâm rồi còn quay nữa. Không, mình quay cho cô chú anh chị biết mình có nguyên góp tiền. Không, quay đăng lên đi cho nó chắc ăn hơn. Em nhiêu? Em ủng hộ luôn hả? Đại hả? Đại 20k. Rồi. Tên em luôn. Rồi. Anh Hiếu. Ghi tên anh Hiếu luôn. Anh Hiếu ghi tên em luôn đi. Em Hồng bận làm kia. Anh Hiếu ủng hộ luôn. Để em biết em đọc tên thôi.